Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là hoa cười. Đây là sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, bút xạ, cọc cắt và hỏa giá. Bây giờ chúng ta bắt đầu này. Đầu tiên mình sẽ đi lên kéo mình cắt sản phẩm của mình ra các bạn ạ. Đây là quá trình mình đi tạo sản phẩm mới nha.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Các bạn thấy đẹp thế cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.